Dạ, Thúy An TV xin kính chào quý cô bác quý anh chị. Chiều nay là ngày 5 tháng 5 2022 á. Em có về mấy cái dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ vô tách máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng. Cả nhà xem mua ủng hộ giùm em. Em bán điện thoại sau lưng vận động Tân An. Em ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Khách nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Số điện thoại 0388 792 574, kết bạn Zalo. Em ship code ship toàn quốc nha. Nay em bỏ quên cây quay ở nhà cả nhà, cho nên em test máy hơi khó, có một tay khó test, cả nhà thông cảm giùm em nha. Em test sơ lược máy. Rồi trước tiên em test cây mi nha. Mi nè, màn hình giọt nước, màn hình 6 inch nha. Vô cấu hình cài đặt. Mi 7 32GB. RAM 3 32GB, máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà. Em có một tay không test cảm ứng cho khách được nha, thông cảm giùm em. Nói chung là máy em test cảm ứng tất cả các cái cho khách hết rồi. Rồi cây này là Mi 7 RAM 3 32GB, giá 1.650.000, còn nhân tay luôn nha. Hai camera, máy được trên 80% nha cả nhà. Mi 7 giá 1.600.000, màu xanh, xanh đen. Rồi tiếp theo em giới thiệu review cây mi nữa. Vô cấu hình cài đặt. Cây mi này màu vàng nha. Máy cũng được trên 80%. Để em thoát ra nè. Có một tay hơi tách máy hơi khó, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi Redmi 6 32GB, RAM 3 32GB. Cây này màu vàng đồng, máy đẹp trên 80%, lót không có vấn đề gì hết nha cả nhà. Máy có tình trạng sao em báo hết. Rồi màu vàng đồng. Bo nè. Xài 2 sim 1 thẻ nhớ. Giá 1.100.000 nha cả nhà. Để em test chuông âm lượng. Vô cái cấu hình này. Cố hình cài đặt tết chuông lượng luôn. Chuông rất là to nha cả nhà. Rồi giá 1.100.000, Mi 6 màu vàng đồng. Rồi tiếp theo nay em có về Samsung nha. Samsung này màn hình AMOLED. Vô cài đặt máy. Samsung A9 Pro màu vàng đồng. Xài 2 sim, 1 thẻ nhớ nha cả nhà nè. Máy được trên 80%, gần 90% luôn nha cả nhà. Thế em bán Samsung là chính hãng. Màn riêng luôn nha. Mình bán sau lưng sân vận động Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Cây này là RAM 4 32GB. RAM 4 32GB. Pin 5000 nha cả nhà. A9 Pro pin 5000. RAM 4 32GB, em test chuông âm lượng luôn. Con chip là 652 nha. Full HD. Giá 1.900.000 nha cả nhà. A9 Pro giá 1.900.000. Rồi tiếp theo nay em có về hai cây 12 rồ mắt, 13 rồ mắt nha. Theo nhu cầu của khách. Nói chung là tùy theo khách, có khách muốn mua, có khách không muốn mua thì khách có nhu cầu thì em nhập về. Anh chị cô bác nào muốn mua thì liên hệ em. Rồi, cây này là 13 rồ mắt. Hàng này là hàng xách tay nha cả nhà, hàng xách tay của Singapore nha. 13 rồ mắt. Máy được trên 80%.
Nó là 1024GB nha. 13 Pro Max. Có một tay hơi khó test một chút, cả nhà thông cảm giùm em. Rồi em test chuông âm lượng luôn. Này cài đặt chung. Bo nè cả nhà. Màu vàng đồng nha. Rồi 13 Pro Max màu vàng đồng. Giá là 2.3 triệu. Em test camera cho khách luôn. Camera trước sau. Camera trước. Rồi giá 2.3 triệu 13 Pro Max nha. Rồi tiếp theo có cây 12 Pro Max. Máy cũng được trên 80% luôn nha cả nhà. Đây. 12 Pro Max này á lâu lâu em cũng có nhập nha, tại vì nói chung lâu lâu mới có hàng mới nhập chứ cũng không có hàng cũng không có nhập được luôn nha cả nhà. Nay về được 2 cây. 12 Pro Max này là giá 2 triệu. Màu vàng đồng luôn nha cả nhà. Rồi 12 Pro Max màu vàng đồng giá 2 triệu. Khách nào có nhu cầu mua liên hệ em, số điện thoại em để ngay góc tay trái của màn hình đó nha cả nhà. Hình thức bán hàng của em là cọc giùm em 100k, chốt là cọc giùm em 100k. Có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cạc điện thoại vẫn được. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em xếp bên trừ phí cọc ra. Cọc là dằn chân không bị bơm hàng nha cả nhà. Còn vấn đề mất cọc thì cô bác anh chị mua ở đâu em không biết, chứ mua kênh Thí An TV là không bao giờ mất đồng nào hết, em không lấy gì của ai hết. Thứ nhất, thứ hai, khách nào chốt ví dụ chuyển khoản hết cho em một cái máy này thì em sẽ bao ship cho khách. Hoặc là khách mua một cái điện thoại với một cái máy tính bảng là hai loại, hoặc là hai cái điện thoại em bao ship luôn. Mình bán máy không kèm phụ kiện, phí ship khách trả nha. Này, cây này là cây G7 Pro, RAM 3 32GB. Máy được trên 80% rồi cả nhà. Cây này có dán mũ em không dám lột ra sợ trầy. Rồi G7 Pro em có hai cây vàng đồng và màu đen. Cây màu vàng đồng là máy được trên 80%. Rồi giá 1.650.000. Thí An bán máy cho khách quan trọng nhất là màn hình và pin nha cả nhà. Rồi cây này 1.650.000 màu vàng đồng. Rồi cây màu đen. Mặt sau không được đẹp như mặt trước, nhưng mà máy cũng được gần trên 80% nha. 1.3 triệu. Ở 1.6 triệu. Giá 1.6 triệu nha, em nói lộn nha cả nhà. G7 Pro màu đen giá 1.6 triệu. Em có hai cây nha. Rồi giá 1.6 triệu màu đen, màu vàng đồng 1.650.000. Rồi tiếp theo em có cây G2 Rim này là thường em bán á cho khách nhiều lắm. G2 Rim này màu vàng đồng nè. Máy cũng được trên 80% mặt kính trước, mặt sau. Cây này em để giá là 600k cho khách. Xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn. Học online luôn nha cả nhà. Rồi giá 600k em test cảm ứng cho khách nè. Camera luôn. Rồi G2 Rim màu vàng đồng giá 600k. Rồi tiếp theo G2 này là mình xài Zalo, Facebook được luôn nha cả nhà. Chỉnh phông chữ to ra nhỉ, nhìn màn hình nó là 5 inch, Android nó 5.5. G2 cây này giá 500k. Màu trắng. Bo nè cả nhà. Rồi G2 500k. Rồi tiếp theo em có cây Samsung E5 RAM 2 16GB.
Giá 650.000 xài 2 sim 1 thẻ nhớ nha cả nhà. E5. Máy đẹp không ám ố gì hết. Trời, 650k. Máy màu trắng. Quét bớt cái này để nó nặng máy. 650.000. Rồi tiếp theo, Samsung A500H. Cây này cũng RAM 2 16GB. Màn hình 5 inch nha cả nhà. Máy khuôn đúc, xài 2 sim 1 thẻ nhớ. Em có màu xanh đậm này và màu vàng đồng. Giá là 800k nha cả nhà, 16GB. Máy khuôn đúc. Pin là pin con trâu nha cả nhà. Đây, camera rất là sáng. Rồi giá 800k nha. Màu vàng đồng. Đây em còn cái màu vàng đồng nữa nè cả nhà. Cũng 800k luôn nha. A500H, màn hình 5 inch. Tiếp theo iPhone. iPhone 5S này là giá là em để giá là 800k cho khách, tại vì vỏ hơi xấu nha. Đây, vỏ hơi xấu. Để giá 800k cho khách. 16GB. Máy riêng, màn riêng luôn. Không ám ố gì hết nha cả nhà. Rồi 800k. Màu xanh đen. Rồi tiếp theo em có cây 5S. Cây 5S này là tiếng Anh nha. Mình mua về mình chỉnh sang tiếng Việt cũng được, hoặc là chạy chương trình là cũng được. Em không có thời gian nên em không chạy. Em để giá cho khách là 600k. 650k nha. Camera rất sáng. RAM 2 16GB. Cái này còn dán cường lực nha cả nhà. À, cường lực nè. Không, máy mình lột ra. Máy không chạy suốt gì nhiều. Bo nè. 650.000 tiếng Anh nha. Còn cây tiếng Việt nè, 700k. Máy đẹp. Năm hết. RAM 2 16GB 700k. Huawei Nova 3i 2i. RAM 4 64GB. Máy được trên 80% nha cả nhà. Em test cảm ứng cho khách nè. RAM 4 64GB. Giá 1.500.000, màu vàng đồng và màu đen nha. Máy được 90% luôn. Không trầy xước nhiều. Bấm giùm em 6 con số 0. Lót đẹp. Rồi 1.500.000. Em có 2 cây màu đen và màu vàng đồng. Vivo em có 2 cây. Một cây có dán tài lộc, một cây không có dán. Cây màu đỏ không dán có tặng lớp lưng nha. 32GB. Màn hình giọt nước. Vivo 1820 32GB, Android 8. Tết chuông âm lượng cho khách luôn. Em có cây đỏ hồng và một cây xanh đỏ nha. Rồi. Giá 1.500.000 nha cả nhà. RAM 32GB. 128. Vivo 120 nha. Em test cảm ứng luôn cây này luôn. Rồi 1.500.000. Hai cây nha cả nhà. Để em thoát ra. Rồi tiếp theo em còn một cây Vivo nữa. Màu đỏ. Máy cũng được trên 80% luôn. Mặt trước và mặt sau. Mặt sau em không dán mũ ra, tại khách trước xài có dán á. Rồi em lột ra cho khách coi thôi. Em không dám lột hết. Còn vân tay luôn. Camera nè cả nhà. Camera sau, camera trước. Chờ em test cảm ứng cho khách luôn. Chuông âm lượng.
Rồi Vivo này giá 1.650.000 nha cả nhà. RAM 3 32GB. Màn hình giọt nước, hai camera còn nhân tay. Rồi tiếp theo em có hai cây mi. Mi Note 5. Màu đen và màu xanh. Máy cũng được trên 80% luôn, RAM 3 32GB nha cả nhà. Mi Note 5 RAM 3 32GB. Cài đặt. Mi Note 5 Android 9 chấm nha cả nhà, 2 cây. Rồi. Giá 1.600.000. Màu đen và màu xanh. Máy bao full còn nhân tay luôn nha, không vướng tài khoản Mi gì hết. Rồi tiếp theo có 2 cây Oppo F9. Một cây có cường lực và tặng ốp lưng, một cây không có. RAM 4 64GB. Rồi em chỉnh độ sáng của cây này lên. Hủy bỏ. Rồi. Oppo F9 RAM 4 64GB. Giá 2 triệu. Màu xanh tím và màu xanh đen. Hai cây máy nào cũng được trên 80% nha cả nhà. Rồi giá là 2 triệu Oppo F9. Rồi tiếp theo cũng có cây Oppo F7 RAM 4 64GB luôn. Màu xanh nước biển. Còn vân tay. Để em test cảm ứng. Rồi Oppo F7. Vô cấu hình cài đặt. Chuông âm lượng cho khách luôn. Rồi F7 RAM 4 64GB. Giá 1.700.000 nha cả nhà. Máy được trên 80% luôn nha. Bo nè. Rồi F7 giá 1.700.000. Tiếp theo có cây Oppo màu đỏ. Màn hình tay thỏ luôn nha. Vô cấu hình cài đặt coi. Oppo A1K Android 9 RAM 2 16GB. Máy đẹp trên 90% luôn nha. Đây. Xài 2 sim 1 thẻ nhớ. Giá 1.350.000 nha cả nhà. Khách nào có nhu cầu mua điện thoại chạy lên tới chỗ em. Trước tiên ly điện thoại giùm em nha cả nhà. Nhiều khi đi đột xuất không gặp em, nhiều khi em đi thành phố lấy hàng á. Trước khi đi điện thoại giùm em một cái. Em cảm ơn. Rồi, cây này giá 1.300.000. Rồi thêm cây Oppo này C. Oppo này C. Bà bịt mũ rồi bà già lắm nhưng bà già. Rồi vô cài đặt bổ sung. RAM 2 16GB nha cả nhà. Oppo C1 RAM Android 9 RAM 2 16GB. Cũng giá 1.350.000 nha cả nhà. Hai camera. G7 RIM là cả nhà cũng biết em thường bán nha. Khách nào thường xem kênh em thì biết. G7 RIM RAM 3 32GB. Máy màu đỏ, xài 2 sim 1 thẻ nhớ. Mua về cho con em mình học online cũng được, xài YouTube cũng được, coi YouTube, hát karaoke, chơi game. Rồi G7 RIM giá 1.350.000 nha, màu vàng đồng. Em có hai cây máy khuôn đúc G7 RIM màu vàng đồng, 1.350.000. Nokia, em còn duy nhất một cây Nokia nha, lâu lâu mới nhập mấy dòng Nokia này.
lâu mới có mấy cái cây đẹp ngon mới nhập thôi. Cái này RAM 3 32GB, Nokia 6. Giá 1.250.000. Nokia 6 RAM 3 32GB giá 1.252.000. Android 9 nha cả nhà. Rồi Samsung thì hai cây này á Z4 cộng. Màn hình 6 inch. Chơi game Liên Quân Chi Phai được luôn nha cả nhà. Giá 1.350.000. Z4 cộng màn hình to. 5 inch. Xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được luôn. Rồi giá 1.350.000. Hai cây màu đen hết nha cả nhà. Rồi Samsung Z6. Z6 cộng RAM 3 32GB. Mặt sau có dán đá bể, không thích thì mình lột ra rồi. Giá 1.650.000. Tết cảm ứng cho khách luôn. Tiếp theo A6 em có hai cây luôn, RAM 3 32GB luôn. Màu đen và màu xanh. Máy được trên 80% nha. RAM 3 32GB. Rồi giá 1.600.000 nha cả nhà. Cây màu đen cũng vậy. Giá 1.600.000 A6. Tiếp theo Apple này là mình có xài vân tay nha. Cây này là mình xài vân tay ngay đây này nha cả nhà. Đó, mình vân tay nhẹ vô đây là nó đã vô rồi nè. Là nó là mở màn hình nè. Đụng nhẹ là nó lên rồi. Rồi Apple F3 RAM 3 32 RAM 4. Apple F3 RAM 4 64GB. Vô cấu hình cài đặt RAM 4 64GB nha cả nhà. Chơi game Liên Quân Chi Phai được. F3. Rồi giá 1.400.000. Máy được trên 80% nha. F1W RAM 3 32GB. Giá 1.100.000. Samsung Note 4 thì cả nhà cũng biết rồi. Lúc nào em cũng nhập hết. Nói chung hết hàng là em tìm em nhập Note 4. Nói chung Note 4 bán được lắm. Note 4 là có cái viết nha. RAM 3 32GB. Note là có cái viết nha. Rồi giá 1.000.000. Note 4 RAM 3 32GB giá 1.000.000. Em còn hai cây, một cây vàng đồng và một cây màu đen. Cây này em tắt nguồn đang khởi động. Rồi em mới tắt nguồn khởi động máy lại này nha cả nhà. Rồi giá 1.000.000 nha. Note 4 giá 1.000.000. Đa phần thì Note 4 nó hơi bị xấu bo cả nhà, nó hơi bị tróc mấy cái sơn á. Rồi giá 1.000.000. Note 4. Rồi tiếp theo em có hai cây Samsung A5, một cây màu đen, một cây màu hồng. 16GB. Máy đẹp không ám ố gì hết. A5 2016. Giá 1.200.000, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Máy phun đúc nha cả nhà. Mặt sau là kính đá nha. Rồi C5 2016. RAM 2 16GB màu vàng đồng. 750.000. C5 2016 750.000. Cây mi màu xanh này là trên video em có nói là nó có bị hai cái chấm này nè. Chấm đen nè cả nhà. Cho nên để giá 900.000 cho khách. Mi Note 5 RAM 3 32GB giá 900.000. Màn hình cảm ứng ok hết, nó chỉ bị hai chấm đen thôi cho nên để giá hữu nghị cho khách. Để em test cảm ứng cho khách luôn. Nó chỉ bị hai chấm đen thôi chứ cảm ứng và màn hình không vấn đề gì hết nha cả nhà. Rồi 900.000 màu xanh nước biển nhạt.
Samsung màu vàng đồng, dễ chịu, dép bự, máy khuôn đúc luôn, xài sim trên đầu và sim bên hông, hai sim một thẻ nhớ. Samsung A5 2017, máy khuôn đúc, RAM 3 32GB, giá 1.200.000 nha cả nhà. Chui sạc Galaxy, giá 1.200.000. Còn Note 3 thì cả nhà cũng biết rồi, Note 3 32GB là em để giá cho khách là 900k. Note là thường là mình xài có một sim nha cả nhà, Note 3, Note 4 là xài có một sim. Rồi máy màu trắng, em có 3 cây nha. Đây một cây, đây một cây. Rồi giá 900k. Máy đẹp trên 80%. Máy đẹp, không ám mối gì hết. 900k. Vinmat. Vinmat 0.3. 16GB. Giá 800k nha cả nhà. Vinmat. Em có duy nhất một cây thôi. Rồi giá 800k. Mi A5 16GB 800k. Mi Note A5 RAM 2 16GB Android 7 chấm, giá 800k nha cả nhà. Rồi em còn duy nhất một cây A3. Cây này mặt kính nó hơi trầy nè cả nhà, nhưng mà màn hình vẫn mượt bình thường. Em để giá là 800k cho khách. Xài 2 sim 1 thẻ nhớ màu vàng đồng. 800k A3. Oppo màn hình AMOLED. Em có 2 cây màn hình AMOLED Oppo nha. Cây này 800k. R8106 RAM 2 16GB màu trắng bạc, giá 800k. Cái này cũng màn hình AMOLED luôn, giá 850k. RAM 2 16GB luôn nha cả nhà. Xài cũng 2 sim 1 thôi luôn. Nhớ R7KF. Rồi 850.000. Rồi Mi 4X 32GB, RAM 3 32GB. Mi 4X RAM 3 32GB nha. Cây này giá là 800k, màu đen và màu vàng đồng, còn vân tay luôn. Máy không vướng tài khoản gì hết, màu vàng đồng còn dán mũ nha. Rồi giá 800k. Huawei i6 RIM RAM 2 16GB, cây màu đen, giá 800k. Rồi bây giờ em review máy tính bảng nha. Em có Samsung Tab 4, xài 2 sim, xài sim thẻ nhớ. Cây này còn dán mũ. Máy được trên 80%. Khách nào mua về lọc ra giùm em. Rồi giá 800k. Em còn cây màu đen nữa nha cả nhà, giá cũng 800k luôn. Máy cũng được trên 80%. Tab 4 màn hình 7:8, giá 800k. Xài sim thẻ nhớ. Rồi tiếp theo em có cây iPad 2 16GB, không xài sim nha cả nhà. iPad này là máy sạch, không vướng tài khoản gì hết. Giá 1.000.000, em có 2 cây. Cây này giá 1.000.000, còn cây kia nó bị cấn kính một tí. Trên video hôm qua em có nói đó là cấn tơ kính một tí à. Em chở sao mà nó cấn ngay đây một tí nè cả nhà. Em để giá 800k cho khách, cũng 16GB, không xài sim nha. Rồi máy cũng đẹp trên 80% nè, nó chỉ bị cấn cái góc một tí thôi, giá 800k cho khách. Rồi tiếp theo, Samsung Tab A RAM 2 16GB. Cây này 1.200.000 nha. Xài sim thẻ nhớ, xài thẻ nhớ. Cây này hết pin rồi cả nhà. Cây này là RAM 2 16GB, xài thẻ nhớ nha.
học online được luôn, giá 1,2 triệu, Samsung chính hãng. Thúy An xin dừng clip ở đây, mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm em để em có động lực mua nhiều dòng điện thoại bán cho cả nhà. Hẹn clip sau, nhà mai em có về máy tính bảng 10 inch á, Android cao đi học online karaoke coi YouTube nha cả nhà.